sản Dương Vi xin kính chào cô dì, chú bác, các anh, các chị và các bạn thân mến. Sau đây Dương Vi sẽ đi vào nội dung bài viết. Thủ đoạn lợi dụng tình hình báo lũ miền Trung để xuyên tạc chống đảng, nhà nước. Trong lúc ấy, đảng, nhà nước, người dân đang nỗ lực đồng lòng để ứng phó giải quyết hậu quả báo lũ, thì số đối tượng chống đối chính trị phản động nó lại ra sức tuyên truyền xuyên tạc, chia rẽ tình đoàn kết quân dân, tuyên truyền chống phá đảng, nhà nước Việt Nam bằng những cái thủ đoạn rất là nham hiểm. Đó. Những ngày qua, trước diễn biến phức tạp do báo lũ gây ra tại miền Trung, các cơ quan ban ngành trung ương và địa phương đã triển khai nhiều cái biện pháp cấp bách để cứu hộ, cứu nạn, khắc phục cái hậu quả thiên tai do báo lũ nó gây ra. Trong khi đó, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã gửi lời chia buồn đến những cái gia đình có người thân bị nạn do lũ lụt, thăm hỏi, động viên và kêu gọi cả nước chung sức đồng lòng giúp đỡ bà con vùng lũ. Đấy. Thủ tướng Chính phủ, Thường trực Ban Bí thư đã có các công điện chỉ đạo, đồng thời cử các đồng chí lãnh đạo. Đấy. Thường trực Ban Bí thư đến công tác tại các địa phương, xuống các địa bàn á, cùng với các cấp ủy chính quyền triển khai các giải pháp gấp rút kịp thời cứu nạn cứu hộ. Cụ thể hơn này, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng á, trực tiếp chỉ đạo công tác ứng phó liên quan đến tìm kiếm sạt lở đất đặc biệt nghiêm trọng tại thủy điện Rào Trăng Ba. Bộ máy chính quyền cơ sở đã tăng cường các biện pháp công tác để đối phó với tình hình báo lũ tại miền Trung đang diễn biến rất là phức tạp trong cái thời gian vừa qua. Trong lúc này, đảng, nhà nước, người dân đang nỗ lực đồng lòng để ứng phó giải quyết hậu quả báo lũ, thì số đối tượng chống đối chính trị phản động lại ra sức tuyên truyền xuyên tạc, chia rẽ tình đoàn kết quân dân, tuyên truyền chống phá nhà nước Việt Nam bằng những thủ đoạn rất là nham hiểm. Một số trang tin của tổ chức khủng bố Việt Tân này, Nhật ký U nước này, với các thành phần livestream phản động ở trong và ngoài nước nha. Bọn chúng ra sức đăng tải những thông tin sai trái, vu cáo đảng, nhà nước Việt Nam không quan tâm đến cái công tác phòng chống báo lũ tại các tỉnh miền Trung. Đáng chú ý là trang tin phản động Nhật ký U nước thường xuyên đăng tải thông tin tuyên truyền cắt ghép hình ảnh video clip để vu cáo đảng, nhà nước Việt Nam. Cụ thể như thế nào? Cụ thể là trong khi miền Trung đang lũ lụt như vậy, thì các địa phương vẫn tổ chức đại hội đảng các cấp. Thậm chí trong lúc này còn đang họp quốc hội. Đó là cái thủ đoạn của bọn chúng. Một số cái trang tin phản động như RFA, BBC, bọn chúng cũng đưa tin, hoặc là cái đám Việt Lai, thậm chí cả đám N10 TV, Trương Quốc Huy hoặc Trần Nhật Phong, con Ánh Chi ở bên Pháp, cái đám Tân Thái Ben Đình Trương bị gạch chéo ở trên An ninh TV với báo Quân đội Nhân dân, truyền hình Quân đội Nhân dân kia là không phải nhắc đến làm cái gì. Bọn chúng ngày mở hai cái livestream xuyên tạc. Đấy, cộng thêm cái đám Nhà Đấu Tranh Dân Chủ Cuội ở trong họ kép đầu bù răng ngựa này nữa, liên tục tuyên truyền xuyên tạc chống phá đảng, nhà nước bằng mọi hình thức, nào là không lo cho người dân, đảng vẫn tổ chức họp hành, thậm chí tổ chức họp quốc hội, nguồn ngân sách đó cũng từ do dân. Cái điều đó là sai. Những cái luận điệu xuyên tạc như đại dịch Covid-19 thì kinh tế suy thoái cộng thêm lũ lụt, người dân lâm vào khó khăn đói kém, vậy mà Đảng Cộng sản vẫn tưng bừng tổ chức đại hội. Những cái thông tin mang tính quy kết gấp lửa bỏ tay người này, các tổ chức phản động chống đối liên tục tung ra nhằm gây sự hoài nghi, hoang mang trong dư luận. Đấy. Mục đích nhằm gây chia rẽ giữa người dân với Đảng, với chính quyền. Mục đích của các đối tượng này nhằm hướng lái dư luận hiểu sai lệch, cho rằng đảng, nhà nước và chính quyền địa phương không quan tâm đến cái đời sống dân sinh, bỏ mặc người dân trong cái tình cảnh khốn khó, cần sự che chở giúp đỡ nhất vào lúc này,
mà Đảng, Nhà nước với chính quyền các cấp lại bỏ bê người dân. Đó là đánh tráo khái niệm, đánh lừa dư luận là như vậy. Bọn chúng còn cho rằng việc chi ra một số tiền lớn để lớn từ tiền thuế của người dân mà người dân đóng góp để tổ chức đại hội Đảng các cấp vào lúc này không khác gì Đảng đang diễn vở kịch trên nỗi đau của đồng bào. Đó nhá. Đơn cử những cái luận điệu chống phá công kích trên là một số linh mục chống đối như ở đây là ai? Nam Phong, Nguyễn Ngọc Nam Phong, hoặc là Nam Lợi, tức là Đặng Hữu Nam ấy, Nguyễn Đình Thục. Đấy, và bọn chúng ấy đang ở trên Facebook bình luận về mối tương quan giữa việc tổ chức đại hội Đảng và khó khăn người dân ở vùng lũ miền Trung ấy đang phải gồng gánh cố gắng vượt qua với những lời lẽ quy kết xuyên tạc bản chất của công tác đại hội Đảng tại các tỉnh thành phố, coi đó là hội nghị giành ghế của những cuộc đấu đá nội bộ mua quan bán chức một cách có hệ thống và đã tồn tại từ lâu. Đó là cái luận điệu bọn chúng đưa ra. Bọn chúng vu cáo mặc cho dân tình đối đói khổ, chết chóc, lụt lội, nghèo khó vân vân thì đại hội nào cũng được hệ thống báo chí tuyên truyền là thành công tốt đẹp và được sử dụng là cái công cụ tuyên truyền để nói rằng được sự ủng hộ nhiệt tình của người dân. Cái luận điệu bọn chúng đưa ra là như vậy. Những luận điệu trên là một trong những thủ đoạn chống phá nhà nước trong cái thời điểm diễn ra đại hội Đảng các cấp tiến tới đại hội 13 của Đảng. Ở đây các đối tượng chống phá đã cố tình lợi dụng tình hình thiệt hại do lũ lụt để vẽ ra bức tranh sai lệch tương phản giữa người dân vùng lũ và việc tổ chức đại hội Đảng các cấp. Nhá. Thủ đoạn này này là bọn chúng sử dụng và thực hiện ở đây là lợi dụng hai sự việc diễn ra cùng một thời điểm để so sánh tạo nên sự tương phản, từ đó cung cấp cho dư luận những quan tâm sự đối chiếu so sánh có tính mâu thuẫn cao và hướng về mục đích chính là xuyên tạc là sự bàng quang lãnh đạo đạm của Đảng, Nhà nước, cho rằng Đảng chỉ quan tâm tới công tác đại hội của mình mà bất chấp tính mạng tài sản của người dân trong cái thời gian báo lũ vừa qua. Ở trên đấy chỉ có nêu ra một số những ví dụ, những cái luận điệu chống phá Đảng, Nhà nước và nhân dân của các thế lực thù địch phản động, cái phần tử cơ hội chính trị này này, nó cố tình xuyên tạc sự thật, đưa ra những cái luận điệu sai trái nhằm gây hiểu nhầm trong quần chúng nhân dân, chia rẽ mối quan hệ gắn bó giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân ta, đặc biệt là cả lực lượng vũ trang. Nói về cái công tác đại hội Đảng ấy, thì đại hội Đảng các cấp là hoạt động 5 năm mới diễn ra một lần với mục đích là tổng kết đánh giá lại chặng đường 5 năm và định hướng đề ra chương trình hoạt động trong cái thời gian tới, bầu ra bộ máy nhân sự mới các cấp với cái tiêu chí tiêu chuẩn đề ra nó cao hơn nhá. Với cái vai trò và ý nghĩa đó, đây là nội dung hệ trọng quyết định tới sự ổn định vững mạnh của Đảng Cộng sản Việt Nam với vai trò là tổ chức lãnh đạo nhà nước và nhân dân Việt Nam. Với tính chất như vậy, việc tổ chức đại hội Đảng các cấp tiến tới đại hội 13 của Đảng là một cái quá trình chuẩn bị công phu kỹ lưỡng theo cái lịch trình đề ra, chỉ trong cái trường hợp đặc biệt mới có thể hoãn lại cái đại hội Đảng này. Cái đại hội Đảng này này diễn ra theo cái đúng tinh thần tiết kiệm, dân chủ và hiệu quả, minh bạch. Đấy. Mà trong cái đợt lũ lụt tại miền Trung hiện nay ấy, việc tổ chức đại hội Đảng bộ các tỉnh diễn ra trong cái tháng 10 này này
là đảm bảo theo kế hoạch, theo cái lộ trình đã đề ra trước đó rồi. Đồng thời ấy, trước diễn biến phức tạp của lũ lụt, cấp ủy chính quyền các địa phương vừa tổ chức đại hội nhưng cũng triển khai ngay các cuộc các bộ phận, các lực lượng chức năng tham gia giúp đỡ ứng cứu người dân một cách rất là giáo diết, kịp thời. Mà bọn chúng nói là lo đại hội bỏ mặc dân như các đối tượng rêu rao là không đúng. Cái đó là bọn chúng xuyên tạc, gắt lửa bỏ tay người. Đấy. Mà thậm chí ấy, như tỉnh Vĩnh Phúc, trong lúc đại hội đảng, người ta kêu gọi quyên góp được 5 tỷ đồng ngay trong một buổi sáng để ủng hộ bà con miền Trung ngay. Trên thực tế, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, nỗ lực, tinh thần đoàn kết của người dân, công tác phòng chống báo lụt của các địa phương đang được xử lý rất là tích cực nhé. Trong cuộc chiến chống thiên tai đã có những hy sinh mất mát vô cùng thương tâm. Đơn cử là 13 cán bộ chiến sĩ trong cái đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Quân khu 4 mà chính quyền Thừa Thiên Huế đó. 11 cán bộ chiến sĩ là quân đội, còn 2 người, một là bí thư, một là phóng viên của Đài truyền hình tỉnh Thừa Thiên Huế. Mà bọn chúng xuyên tạc là cán bộ với chính quyền không lo giúp người dân. Tiếp đến này, 22 cán bộ chiến sĩ trong đoàn 337 ấy, thì Dương Bi cũng nhắc nhiều rồi. Người ta đi tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ cho người dân đến 12 giờ đêm, người ta mới về đến đơn vị. Có nhiều chiến sĩ còn chưa kịp ăn xong bát mì. Có nhiều chiến sĩ mệt quá nằm lên giường, còn nguyên giày và trang phục. Tự nhiên đất đá sụp xuống, người ta hy sinh. Trong cái dịp mà 13 cán bộ chiến sĩ người ta hy sinh á, người dân cả nước, đồng bào người dân cả nước cùng với những cơ quan chức năng người ta dõi theo suốt ngày đêm để xem người ta tìm kiếm cứu nạn ra làm sao, chạy đua cùng với thời gian để tìm kiếm những cái nạn nhân đó nha. Và còn rất là nhiều người người ta đã hy sinh trong cái việc phòng chống cứu hộ cứu nạn này. Và hiện tại ấy, ngay lúc này nước rút này này, các thành phần phản động, các nhà đấu tranh dân chủ cuội trong hoặc kép đầu bù răng bựa này, hãy nhìn đi, nhìn những hình ảnh các cán bộ chiến sĩ của lực lượng vũ trang quân đội và công an, người ta làm gì? Người ta đến các trường học, đến khu dân cư để dọn dẹp vệ sinh, để giúp các cơ quan y tế trường học sửa sang lại trường học, trạm y tế để khắc phục hậu quả. Nước rút đến đâu, dọn dẹp vệ sinh sạch sẽ đến đó. Là ai? Những hình ảnh đó bây giờ là ai? Mà ở đây ấy, nhiều thành phần dân chủ cuội hỏi bài báo tại sao các đoàn cứu hộ, cứu nạn ấy, cứu trợ này này, các đoàn từ thiện người ta đến, sao thấy cán bộ công an và quân đội giúp người ta đưa hàng từ thiện? Ở đây Dương Vi nhắc cho các vị biết rằng này, chức năng nhiệm vụ của quân đội công an, người ta không làm những cái việc đó. Ở đó có các ban ngành của các địa phương, nếu cần thiết chính quyền các địa phương lên tiếng thì bên quân đội công an người ta sẽ cử lực lượng đến phụ giúp hộ đưa hàng, cứu hộ, cứu trợ nha. Còn chức năng của các vị ấy là khác. Bây giờ làm gì? Người ta đang dọn dẹp, bảo vệ của cải tính mạng, tài sản cho người dân. Nói về việc từ thiện ấy, hưởng ứng sự kêu gọi của các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc, những ngày qua nhiều cái tổ chức cá nhân đã chung sức đồng lòng hướng về vùng miền Trung với bằng cả tấm lòng chia sẻ một miếng khi đói, bằng cả gói khi no.
thậm chí cả địa phương Dương Bi này cũng khó khăn thôi, nhưng người ta đã làm một theo cái chương trình 1.000 chiếc bánh thì đã làm, hôm nay đã gửi xe truyền vào miền Trung, không phải riêng địa phương cấp của tỉnh Dương Bi nhé, mà các tỉnh ở trong cả nước người ta đều hướng về miền Trung ấy. Vậy ấy, mà các đối tượng phản động này, các đối tượng chống đối này, lợi dụng cái cơ hội này nước đục thả câu để làm sao để tuyên truyền cho phá đảng nhà nước, để chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân. Điều này càng thể hiện sự vô nhân tính, những kẻ phản dân hại nước, những kẻ đi ngược lại với lợi ích của toàn thể bà con nhân dân ở trong nước, hơn 97 triệu dân này. Ở đây á, những cái kẻ đội lốt dân chủ nhân quyền xuyên tạc, tàn nhẫn trên nỗi đau thương mất mát khi nói rằng ấy, cán bộ vốn sợ chết, tại sao đoàn cán bộ lại hấp tấp đi vào vùng rừng núi đang lú và sạt lở như vậy? Đó là cái câu hỏi rất là xuyên tạc, mà mọi người đã biết rồi đấy, Dương Vy đã giải thích rất là nhiều. Thậm chí bọn chúng còn bịa đặt rằng 99% các dự án thủy điện có tài sản lợi ích của cán bộ trong cái đoàn cứu hộ này, ý là nói đến tướng Man. Nhưng mà Dương Vy cũng nói rồi, tướng Man là một vị tướng gia đình còn khó khăn, vợ không biết đi xe máy, đi xe đạp, phụng dưỡng mẹ già. Các anh em của tướng Man đều buôn bán, không ai làm trong công chức nhà nước cả. Con cháu tướng Man không có ai nằm trong ngành quân đội cả. Mà cái thủy điện đó, tướng Man vừa mới nhậm chức như gì? Thiếu tướng, phó tư lệnh quân khu 4, chuyển từ Quảng Trị vào Huế, Thừa Thiên Huế, chứ không liên quan gì đến cái thủy điện, thủy điếc này, mà các vị xuyên tạc như vậy là không đúng. Còn như nhiều kẻ đã bịa đặt rằng cùng với dự án thủy điện có công ty tư nhân đằng sau của một số cán bộ trong đoàn cứu hộ cứu nạn này này, người ta còn bán rừng nguyên sinh cho một số vị là cán bộ cấp cao của địa phương nữa. Cái đó hoàn toàn sai. Bởi vì sao? Nếu mà bán, tại sao còn có những chốt kiểm lâm người ta ở đó, rừng vẫn còn nguyên đó, cây có mất cái nào không? Xin thưa rằng không. Đó là sự bịa đặt trắng trợn. Bọn chúng đưa ra đủ mọi hình thức, đủ mọi chiêu bài để tung lên các trang báo đài phản động ở hải ngoại cũng như ở trong nước này này. Nhiều cái trang ấy, người ta thừa cơ phân tích, suy diễn xuyên tạc, chống phá để nó lan rộng, sau đó tung lên mạng xã hội như Facebook, YouTube, thậm chí cả TikTok để làm gì? Để nhiều người người ta theo dõi. Và những người người ta không hiểu thì nghĩ rằng đảng nhà nước bỏ bê người dân, lo tham ô tham nhũng vân vân, lo đại hội đảng, lo họp quốc hội, không nghĩ gì về người dân ở miền Trung. Cái điều đó sai, nó là bịa đặt xuyên tạc, vu khống, phản động, phản quốc thể hiện ở trong đó. Đối với Dương Vy ấy, cảm thấy bà con nhân dân ở khắp các tỉnh thành phố trong cả nước, 63 trên 63 tỉnh thành phố này, người ta hưởng ứng về việc nhà nước với mặt trận Tổ quốc kêu gọi đồng bào tương thân tương ái như vậy, chúng ta phải lấy làm tự hào về cái tinh thần đoàn kết, cái truyền thống tương thân tương ái. Đó chính là cái thứ vũ khí, là sức mạnh mềm để chúng ta đương đầu đánh thắng nhiều thế lực ngoại xâm, cũng như trong cái giai đoạn hiện nay ấy, chúng ta vượt qua các
đợt dịch bệnh và thiên tai, ví dụ như dịch bệnh Covid-19, cũng nhờ vào sự tương thân tương ái, cũng nhờ sự tin tưởng vào lãnh đạo, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của chính phủ, và người dân người ta thống nhất, và người dân người ta tin tưởng vào đó thì mình giành được thắng lợi ngày trước, đánh thắng thực dân Pháp, tiếp đến đế quốc Mỹ, rồi sao làm nghĩa vụ cao cả ở biên giới Tây Nam và đánh thắng các thế lực bành trướng của Trung Quốc. Đến giai đoạn này đất nước đi lên con đường xã hội chủ nghĩa thì dịch bệnh thiên tai như vậy, dịch bệnh chúng ta gọi là tạm chiến thắng, thiên tai trong cái cơn thiên tai hoạn nạn này, Dương Vi nghĩ rằng sự đoàn kết, sự đùm bọc tương thân tương ái như vậy chắc chắn rằng bà con miền Trung sẽ vượt qua cái khó khăn, thậm chí trong cái thời gian tới với sự đồng lòng như vậy, chính phủ, đảng, nhà nước người ta đưa ra quyết sách, người dân ủng hộ với tinh thần rất là cao như vậy thì sẽ đưa nền kinh tế của đất nước Việt Nam vươn lên tầm cao mới, vượt xa các nước ở khu vực ASEAN nhé. Bây giờ mình chỉ đứng thứ tư thôi. Trong lúc này á, cái truyền thống tương thân tương ái đó đang được đồng bào cả nước thể hiện rất là sâu sắc. Đấy, thì thực sự đáng lên án những cái kẻ gọi là thương dân yêu nước, những thành phần phản động này này, nó lúc nào cũng kêu ra giả là yêu nước thương dân đấy, nó mang cái dòng máu Việt nhưng lại để lại sự lạc lõng, sự tẻ nhạt, bất nhân bất nghĩa nha. Và bọn chúng ấy chỉ diễn những cái vai đó với những thành phần phản động ở hải ngoại cùng với những đám đần độn phản động ở trong nước này này, bọn nó giả danh sự thương cảm người dân ở vùng lũ miền Trung thì bọn chúng càng lộ ra cái bộ mặt xảo trá, bội bạc với đồng bào, với đất nước. Đấy, như cái đám cầm đồ Ngọc Đức các thứ ấy, với cái đám xiêm thái kia kìa, với cái đám xã hội dân sự, cái đám nô u, bọn chúng làm gì được cho người dân đất nước chưa? Hay bọn chúng lợi dụng cái việc này để xuyên tạc và kêu gọi quyên góp từ thiện và những dòng bảo cho bọn chúng lợi dụng việc đó lại kích động, lại có những cái khoản quý để hoạt động chống phá nhà nước.